hướng Hoa Cường từ kẻ vô danh bên Châu Nhuận Phát đến ông trùm cả làng giải trí Hoa ngữ khiếp sợ. Nam diễn viên nhà sản xuất phim ảnh Hướng Hoa Cường sinh năm 1948 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Cha anh là ông Hướng Tiền, người thành lập băng đảng Tân Nghĩa An, băng nhóm xã hội đen lớn nhất thuộc Hội Tam Hoàng hoạt động ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, với thành viên lên tới hơn 55.000 người. Sau khi cha mất, Hoa Cường nối nghiệp ông, trở thành lão đại của băng đảng khét tiếng này. Hướng Hoa Cường từng chia sẻ rằng bản thân lớn lên trong cảnh thiếu thốn vật chất, bởi lẽ ông là con trai người vợ thứ ba của Hướng Tiền. Được biết trong số các bà vợ, mẹ của Hướng Hoa Cường là mềm yếu và chịu nhiều thiệt thòi nhất. Ông trùm xã hội đen Hồng Kông chia sẻ, bản thân ông cũng rất hiếm khi được gặp cha. Cha tôi rất nhiều tiền và đồ cổ, thậm chí có những món đồ đáng giá cả một căn nhà, nhưng những thứ đó đều không phải là của tôi. Thậm chí ông còn chia sẻ rằng, tới tận giờ vẫn còn oán trách cha của mình, tôi còn chẳng có ấn tượng được cha xoa đầu, Hướng Hoa Cường chia sẻ. Khi trưởng thành, nhờ vẻ ngoài trắng trẻo và rất thư sinh, ông được một nhà sản xuất phim chú ý tới mời làm diễn viên. Có thể nói suốt khoảng thời gian đóng phim, nhân vật nhỏ bên cạnh Châu Nhuận Phát trong Thần Bài là vai diễn tạo được nhiều ấn tượng nhất của Hướng Hoa Cường. Trải qua 15 năm để ổn định vị trí trong thế giới ngầm, năm 1990, tài tử và em trai Hướng Hoa Thắng quyết định mở công ty giải trí Vĩnh Thịnh. Nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần Bài, Lam Giang Truyện, Chi Phản Phi, Tổ Phong Vân đều do công ty Hoa Cường sản xuất. Năm 1992, Thượng viện Mỹ xác định Hướng Hoa Cường là đầu não trong Tân Nghĩa An. Tòa án liên bang ở Brooklyn nhấn mạnh Hướng Hoa Cường là một trong những kẻ đứng đầu quyền lực nhất Tân Nghĩa An và giới xã hội đen Hồng Kông. Năm 1995, Canada từ chối cấp visa cho Hướng Hoa Cường với lý do ông là kẻ đứng đầu bang hội khét tiếng. Tất nhiên, Hướng luôn nói mình bị oan. Trong thập niên 80-90, Hướng Hoa Cường là ông trùm điện ảnh khiến nhiều sao lớn như Thành Long, Châu Tinh Trì cũng phải kiêng nể. Có một câu nói được công chúng truyền miệng cho thấy thế lực to lớn đứng sau tài tử, đó là đối đầu với Hướng Hoa Cường chỉ có đường chết. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, anh cũng đầu tư một khoản tiền lớn vào bất động sản và cổ phiếu. Ông từng thẳng thắn khẳng định rằng bản thân không phải xã hội đen mà gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tuy vậy, hầu như không có mấy ai tin tưởng câu chuyện đó, bởi lẽ dù sao Hướng Hoa Cường cũng xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm xã hội đen. Không những vậy, tin đồn về việc các nghệ sĩ Hoa ngữ có thể không tới dự một lễ trao giải, nhưng bắt buộc phải có mặt trong bữa tiệc do Hướng Hoa Cường tổ chức, càng khiến cho ông gắn liền với tên gọi ông trùm xã hội đen. Vào cuối tháng 12 năm 2018, khi đài truyền hình TVB tổ chức lễ trao giải thường niên, tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp lớn nhất cho màn ảnh Hồng Kông. Tuy nhiên, buổi lễ lại vô cùng mờ nhạt vì vắng bóng khá nhiều tên tuổi lớn, bởi lẽ những nghệ sĩ tên tuổi nhất Hồng Kông đang tất bật dự tiệc sinh nhật 70 tuổi của Hướng Hoa Cường. Khán giả được thấy ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt vốn đã quy ẩn giang hồ lại đến để dự tiệc. Chân Tử Đan múa võ trên sân khấu, trong khi Thiên Vương Lưu Đức Hoa hát và nhảy mừng Hướng Hoa Cường. Lưu Gia Linh, Khưu Thục Trinh, Lữ Lương Vĩ, Trương Trí Lâm, Quang Chi Lâm và Chung Trấn Đào đều có mặt rất sớm. Chủ mưu của nhiều vụ việc chấn động làng giải trí. Vào năm 1990, sự kiện Lưu Gia Linh bị bắt cóc và cưỡng hiếp tràn ngập trên các mặt báo Hồng Kông và Đại Lục đã tạo lên làn sóng phẫn nộ từ khán giả. Khi đó, bà xã Lương Triều Vĩ có mối quan hệ thân thiết với ông trùm họ Hướng và được cho là gà cưng của Hoa Cường. Theo nhiều nguồn tin, người bắt cóc và làm nhục nữ diễn viên chính là Thái Tử Minh, tổng giám đốc công ty điện ảnh Phúc Nghệ. Hai năm sau vụ bắt cóc Lưu Gia Linh, Thái Tử Minh bị hai tên xã hội đen giả dạng thành cảnh sát bắn kính phát súng vào đầu dẫn đến tử vong. Tuy hung thủ không phải Hướng Hoa Cường, nhưng có nhiều tin đồn rằng nam diễn viên chính là người giật dây. Cũng trong năm 1992, làng giải trí Hồng Kông được chứng kiến cuộc đụng độ quy mô lớn giữa hai băng đảng xã hội đen. Một bên là Hướng Hoa Cường, bên còn lại là Hoàng Lãng Duy. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ chuyện lão đại băng đảng 14K Lãng Duy vô tình gặp nữ diễn viên Mai Diễm Phương đang tụ tập cùng bạn bè tại quán karaoke. Người này mượn cớ mời mỹ nhân uống rượu và ngỏ ý muốn cô tới phòng riêng hát cho mình nghe. Khi Diễm Phương thẳng thừng từ chối vì không muốn mất mặt trước đàn em, Lãng Duy công khai tát người đẹp trước mặt nhiều người. Ấm ức vì vô cớ chịu bạc tai từ Hoàng Lãng Duy, Mai Diễm Phương lập tức gọi điện cho đàn anh Hướng Hoa Cường. Chưa đầy nửa tiếng, 200 thành viên thuộc băng đảng Tân Nghĩa An và tài tử đã xuất hiện tại quán karaoke. Giữa hai bên đã xảy ra ẩu đả. Tân Nghĩa An chiếm lợi thế thừa thắng xông lên dùng dao chém vào tay Hoàng Lãng Duy khiến người này bị thương. Một vài đàn em của Lãng Duy lập tức đưa anh vào bệnh viện Bastic Hồng Kông để chữa trị. Ba ngày sau, hai đệ tử của Hướng Hoa Cường giả dạng thành bệnh nhân để vào bệnh viện tiếp xúc và bắn chết Lãng Duy. Theo Sina, cảnh sát Hồng Kông đã triệu tập Mai Diễm Phương, Hướng Hoa Cường và đàn em Hoàng Bách Minh để điều tra sự việc nhưng không thu được kết quả gì.
Hướng Hoa Cường cũng từng khiến dàn sao showbiz phải run sợ khi công khai bắt Thành Long quỳ suốt một tiếng đồng hồ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam diễn viên đến trễ vào lễ tưởng niệm nữ nghệ sĩ quá cố Mai Diễm Phương. Mỹ nhân họ Mai từng giúp đỡ vua hài võ thuật rất nhiều khi anh chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí. Thành Long đến trễ khiến Hướng Hoa Cường tức giận vì cho rằng nam diễn viên không tôn trọng ân nhân. Lưu Đức Hoa cũng là một trong những sao lớn từng bị ông trùm họ Hướng đe dọa vì không chịu đóng phim do công ty Vĩnh Thịnh sản xuất. Cụ thể, Hoa Cường từng đến tận nơi mời Thiên Vương làng nhà góp mặt vào dự án của mình, nhưng bị nam diễn viên từ chối. Tức giận với thái độ của Lưu Đức Hoa, Hướng Hoa Cường đã thẳng tay giáng xuống mặt tài tử hai cái bạt tai. Đàn em thân cận của lão đại còn tiết lộ, đại ca mình đã dùng súng chĩa vào đầu giọng ca Vong Tình Thủy để uy hiếp. Tuy có quyền lực đáng gờm tại Hồng Kông, nhưng Tăng Chí Vĩ cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay khi bị Hướng Hoa Cường công khai quở trách. Cụ thể, ông trùm yêu râu xanh này từng có những lời bình luận khiếm nhã về mỹ nhân Dung Tổ Nhi khi cô đang là gà cưng dưới trướng họ Hướng. Khi chạm mặt Chí Vĩ tại một bữa tiệc, Hoa Cường đã lên tiếng dằn mặt nam diễn viên trước mặt nhiều khách mời khiến anh chỉ biết im lặng. Châu Tinh Trì cũng từng bị Hướng Hoa Cường cản trở trong việc nhập quốc tịch Canada. Sao lớn cũng không dám từ chối đóng phim của ông trùm. Năm 2015, Hướng Hoa Cường mạnh tay chi 300 triệu đô la Hồng Kông, hơn 38 triệu đô la Mỹ để sản xuất bộ phim điện ảnh Phong Thần Bản Truyền Kỳ, với mục đích lăng xê con trai là Hướng Tả. Mặc dù con trai chỉ đảm nhận vai phụ trong dự án, nhưng để tạo độ hot cho Phong Thần Bản Truyền Kỳ, ông trùm họ Hướng huy động một loạt cái tên lớn trong làng giải trí như Phạm Băng Băng, Cổ Thiên Lạc, Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh, Lý Liên Kiệt. Những diễn viên trên tuy không được nhận vai chính, thời gian xuất hiện ít ỏi nhưng không ai dám kêu ca. Nhiều nguồn tin cho biết Hướng Hoa Cường đã giúp đỡ rất nhiều ngôi sao, đưa họ đến đỉnh cao sự nghiệp, nên khi được ông trùm ngỏ lời mời đóng phim, không một ai dám từ chối. Khi đọc kịch bản của Phong Thần Bản Truyền Kỳ, những ngôi sao lớn luôn cẩn thận trong việc lựa chọn phim như Huỳnh Hiểu Minh, Cổ Thiên Lạc, dù không hài lòng nhưng cũng không dám ho he nửa lời, chỉ đành ngậm ngùi hoàn thành vai diễn. Lý Liên Kiệt cũng từng chia sẻ, tôi bị đau ốm nhưng nhất định phải đóng phim Phong Thần Bản Truyền Kỳ do anh Hướng sản xuất, đó là ân tình tôi nợ anh ấy. Nhiều năm qua tôi luôn muốn cảm ơn anh nhưng chưa có dịp. Sau khi công chiếu, bộ phim trở thành thảm họa phòng vé vì nội dung nhàm chán, thiếu liên kết, chỉ chú trọng kỹ xảo, thua lỗ nhiều so với số tiền bỏ ra. Hiện tại, Hướng Hoa Cường cùng vợ Trần Lam chung sống hạnh phúc tại Hồng Kông. Nam diễn viên tích cực lăng xê con trai Hướng Tả tiến thân vào showbiz để nối nghiệp mình. Tuy đã bước sang tuổi 70 và không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí, nhưng cái tên Hướng Hoa Cường vẫn khiến các ngôi sao showbiz phải kính cẩn và tôn trọng.